thử thách sự kiên nhẫn của cún cưng và cái kết. Cô gái này đã có màn kiểm tra độ kiên nhẫn của hai em chó cưng nhà mình bằng cả món đồ yêu thích. Đây là chỗ ngoan nha. Đây là không. Mở màn với những cây lạp xưởng, chị chủ bắt hai ẻm nằm im đợi và để lạp xưởng lên tay. Tuy nhiên thì thử thách này quá dễ dàng vì có vẻ đồ ăn cũng chỉ là phù du với hai thanh niên này. Đi ra ngoài xem ai làm giống em nha. Không được nha chú. Bao giờ cho phép mới được ăn chưa? Cơ mà chuyển qua thử thách với đồ chơi yêu thích là cô chó Bella bắt đầu giật giật cái mỏ. Xin cho phép, không có được đứa nào lấy hết á. Không. Ok. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của hai chú chó này vẫn rất cao, thì đang rất thèm thuồng nhưng vẫn giữ thái độ khá là bình tĩnh. Cơ mà phản ứng nhẹ nhàng vậy là do đây đều là những em chó siêu hiền, chứ gặp phải thanh niên lấu cá như chú chó Viên này thì không dễ vậy đâu. Nhìn thấy cục xương trước mặt là cô cậu mất hết kiên nhẫn liền, cuống cuồng lên trông hài hước dễ sợ. Và rồi khi có cơ hội tới, nó đớm nhanh cục xương rồi trốn hẳn luôn. Bây giờ thì cô cậu quay ra thử thách ngược lại sự kiên nhẫn của chị chủ khi nhất quyết không chịu nhả cục xương. Chờ. Nhả ra. Nhả. Này là vua lì đòn rồi này. Này. Tin. Nhả. Nhả xong ra. Cô gái bất lực vì thái độ của chú chó khi thấy chủ trở về. Ôi trời ơi, con lưng đâu mà không đóng mẹ ta. Trời ơi, thật lớn hả con? Sau một ngày đi làm miệt mài kiếm tiền nuôi chú chó Bloom, thì cô gái này lại nhận về thái độ cực sốt của em chó nhà mình. Thay vì vừa mở cửa là được chó cưng chạy ra đón niềm nở như bao nhà khác, thì chị gái này lại phải tự mò đi kiếm chó nhà mình. Bloom thấy chủ về thì không những vẫn nằm im, lại còn tiện thể tặng luôn một điệu cười nhếch mép khinh bỉ. Sau khi thấy chị chủ sốt tột độ, nó nằm luôn xuống mà không thèm quan tâm nữa. Trời ơi, thật luôn hả con? Con nằm con nhếch môi nhếch mép lên với mẹ thế hả? Con không đèn dậy, trời ơi, con không đón mẹ về hả? Mẹ vừa mới đi làm về mà ra đón mẹ đi, sao tự nhiên đang nằm giờ lại gục đầu xuống vậy? Nuôi nó tốn bao nhiêu tiền mà giờ nó đối xử cỡ đó đó. Sau cùng, cô gái vẫn phải dùng đủ lời lẽ để nịnh nọt luôn. Năn nỉ nó chạy ra mừng mình thì đúng là quá đau khổ rồi. Lum ra đây mừng mẹ đi nhanh lên con. Lum, đi ra đây mừng mẹ. Ra đây. Trời ơi, ăn cũng từ tốn, mừng cũng từ tốn quá ha. Kiểu như bị gượng ép vậy á. Tại sao vậy?